tràn khắp nơi. Tình xuân ươm hồng mỗi ai chúng chim, tựa ngàn hoa trong nắng mai gọi mời. Cứ mỗi độ xuân về, khắp nơi trên dải đất hình chữ S như được trang hoàng một tấm áo mới với muôn vàn sắc màu. Khắp những nẻo đường ngõ phố và đặc biệt là các vựa cây trái, đâu đâu cũng rực rỡ sắc màu. Cúc vàng đã nở, lộc xuân đã vươn, khẳng định cho sức sống tràn trề của đồng bằng sông Cửu Long, nơi được bao bọc dọc ngang bởi những con sông, dòng kênh, xuồng ghe tấp nập. Người Việt từ xưa đã quan niệm Tết là phải có âm thanh rộn ràng. Tết đến xuân về, thời điểm những âm thanh rộn rã được vang lên khắp nơi dọc theo chiều dài đất nước, là cầu nối giữa năm cũ và năm mới, xua đuổi những điều không may mắn và cầu cho một năm mới an lành. Hát sắc bùa chúc Tết là tục lệ có từ lâu đời. Hát sắc bùa là loại hình diễn xướng dân gian pha trộn tín ngưỡng tôn giáo, thường được hát vào dịp Tết cổ truyền để cầu may. Hơn 200 năm tồn tại, hát sắc bùa đã trở thành nếp sinh hoạt không thể thiếu trong những ngày đầu xuân. Nét đặc trưng của hát sắc bùa Phú Lễ là phải có nhạc cụ trống cơm mang âm hưởng đặc trưng của dân ca Nam Bộ. Tương đồng với hát sắc bùa ở Bến Tre và cùng diễn ra vào thời điểm năm hết Tết đến là điệu múa truyền thống Thiên Cầu ở Hội An. Với âm thanh rộn ràng của trống, chiêng trong điệu múa Thiên Cầu, người dân Hội An tin rằng linh vật ấy sẽ xua tan tà ma, đem lại may mắn. Nhìn qua, nhiều người sẽ lầm tưởng múa Thiên Cầu với múa lân, nhưng thực chất múa Thiên Cầu có những điểm khác biệt, mà lớn nhất là tính chất võ thuật trong điệu múa. Võ thuật và múa, một thứ mạnh mẽ và một thứ mềm mại, lại được kết hợp hài hòa, uyển chuyển với nhau trong chính lò võ này. Múa Thiên Cầu là một cái nghệ thuật múa dân gian. Con Thiên Cầu á, được người Hội An xem á, là một cái linh vật mang tính tín ngưỡng. Vận động viên múa Thiên Cầu á, thì đòi hỏi phải có những cái khả năng mà một võ sĩ võ cổ truyền có được. Đó là độ bền bỉ, sức chịu đựng, kéo dài, cũng như là sức mạnh để có thể thực hiện những cái kỹ thuật thao tác, đặc biệt là những kỹ thuật phức tạp của múa Thiên Cầu. Thiên Cầu theo quan niệm dân gian là chó nhà trời, loài vật trung thành và gắn bó với người Việt từ xưa, nên múa Thiên Cầu không mang tính chất trang nghiêm mà rất gần gũi, vui tươi, rộn ràng. Trước khi lễ múa được diễn ra, chủ nhà sẽ phải làm lễ cúng đất trời, tỏ lòng thành kính trang nghiêm. Sau đó, Thiên Cầu sẽ vào nhà để xua tà ma và cầu mong một năm mới an lành. Những ngày cận Tết, ông Lư Hội, giám đốc bảo tàng tỉnh Bến Tre, cùng các nghệ nhân vẫn say sưa luyện tập. Các nghệ nhân hát sắc bùa ngày thường, mỗi người một nghề, người thì làm nông, người thì buôn bán. Bận rộn là thế, nhưng cứ mỗi dịp năm mới, họ lại tụ họp với nhau, cùng luyện tập và mang tiếng hát đi khắp nơi với mong ước đem lại may mắn cho mọi người. Bởi ở họ có một điểm chung, đó là niềm đam mê với loại hình diễn xướng dân gian này. Đây là một cái loại hình mà nó rất gần gũi người dân, mà nhất là những người ở sống ở nông thôn. Vì đây nên là nó nói lên những cái cảnh và những cái sinh hoạt thường ngày của người dân nông thôn. Ví dụ như làm ruộng hay là rồi có cái nghề thợ mộc, thợ hồ. Và cái điều quan trọng nhất á, là tức là mỗi Tết hồi xưa kia đối với ông bà và cha ông chúng ta, thì người ta họ muốn cho cả một cái năm
được an khang thịnh vượng và làm được may mắn và chúng ta phát đạt, tức là làm kinh tế nó phát triển đi lên. Thì đầu năm đó là một cái điều muốn có mơ ước cái hay, thì đây là cái loại hình để mà đặc biệt là trong những cái ngày Tết và đi tới đó, tức là theo cái yêu cầu và tới đó để chúc Tết. Điểm đặc biệt trong loại hình hát sắc bùa phu lễ chính là đôi bàn chân trần của những nghệ nhân khi đến hát chúc Tết ở mọi nhà. Những bàn chân này cũng là hình ảnh rất quen thuộc đối với người nông dân ở Nam Bộ, thể hiện sự giản dị, mộc mạc và gần gũi của con người vùng sông nước. Trong lễ hát sắc bùa sẽ có hai trường đoạn chính là hát khai môn, tức là hát mở cửa rào, và hát mở cửa chính. Điểm đặc biệt nữa của hát sắc bùa là tùy thuộc vào mong muốn và nghề nghiệp của từng gia đình mà đội hát sẽ hát những bài chúc Tết phù hợp. Nhà làm nông thì mùa màng tươi tốt, nhà buôn bán thì nhiều lộc nhiều tài. Và khâu quan trọng nhất trong lễ hát sắc bùa chính là dán bùa. Lá bùa thường có màu vàng hoặc đỏ, được thay vào dịp đầu năm mới và sẽ được trưởng đoàn dán lên trên trước cửa nhà với ý nghĩa đánh đuổi tà ma, mang lại may mắn, bình yên cho gia chủ. Đối với cư dân văn hóa nông nghiệp, đặc biệt là cư dân Tây Nam Bộ, Tết đến xuân về, không thể thiếu được phong tục tín ngưỡng mà người dân ở đây tin rằng sẽ đem lại bình an, may mắn, tài lộc cho muôn nhà. Hát sắc bùa thì theo các nhà nghiên cứu đánh giá thì đây là một hình thức diễn xướng dân gian, nó pha tạp giữa pháp thuật đạo giáo. Nghĩa là nó có hát và nó có cái dán bùa. Nó thực hành nghi lễ mang tính chất là nghi lễ của cư dân sống bằng nghề nông nghiệp. Thì họ tin tưởng rằng sau khi hát sắc bùa thì tất cả những gia đình được mà đội hát sắc bùa tới thì sau cái năm đó thì ma quỷ tà ma đều được tống ra khỏi nhà. Và cái năm mới giàu sang, gia quan tấn lộc sẽ đem đến cho họ. Đối với người dân Hội An, thiên cầu tượng trưng cho sự may mắn và bình yên. Nên trong suốt những ngày lễ Tết lớn như Tết Trung Thu, Tết Nguyên Đán không thể thiếu được điệu múa này. Điệu múa thiên cầu với những âm thanh mang đến sắc xuân rộn ràng, tươi sáng, mang trong đó hy vọng và mong ước về một năm yên vui, bình an của người Việt. Đêm đêm, tiếng trống, tiếng thanh la, sập xòa rộn vang đây đó ở các ngõ phố, cuốn hút đông đảo người dân tụ tập reo hò, cổ vũ và mong muốn được chạm vào linh vật để lấy may. Múa thiên cầu có rất nhiều nghi thức múa như nuốt và nhả quả cam để chủ nhà ăn và cầu phúc, hay tục đưa trẻ nhỏ vào miệng để trẻ mau lớn khỏe mạnh. Cái lòng đề cao cái sự trung thành tuyệt đối và sự gìn giữ sự bình yên cho con người là cái biểu tượng được đề cao nhất trong cái điệu múa thiên cầu. Đó là qua điệu múa thiên cầu và những cái tất cả những cái động tác của toàn bộ cái hồi lễ đó, người ta chỉ mong cho cầu phong điều vũ thuần, quốc thái dân an, thiên hạ thái bình. Thì tất cả những điều đó nó quyền tròn trong cái ước mơ thể hiện những cái điều mà họ mong ước. Xuất phát từ nền văn minh lúa nước, mùa xuân là thời điểm cây cối đâm chồi đầy lộc, cũng là khi mùa màng kết thúc, mọi người được thảnh thơi và thăm hỏi nhau. Múa thiên cầu và hát sắc bùa không chỉ mang tính chất như là một lễ hội có từ lâu đời, mà nó còn thể hiện một phần tâm hồn của người Việt. Lời ca và điệu múa này còn gần gũi với người dân ở chỗ, ai cũng có thể tham gia biểu diễn ngay trên chính nơi mình sinh ra.
Trong những ngày này, trên mọi miền Tổ quốc diễn ra rất nhiều các lễ hội. Mỗi lễ hội có một cách thể hiện và những âm thanh cũng rất khác nhau. Tuy nhiên, tất cả đều chung một ý nghĩa lớn nhất là nhắc nhở mọi người nhớ về những phong tục tốt đẹp của người Việt từ ngàn đời nay. Những lời chúc mang đến sự hy vọng, ấm áp chính là âm thanh tuyệt vời nhất để bắt đầu một mùa xuân mới.